is all about. Trong trận chung kết European Open 2019, Stan Wawrinka khởi đầu xuống sẻ với thắng lợi 6-3, song Andy Murray đã vùng lên mạnh mẽ khoảng thời gian còn lại với 2 set thắng với cùng tỷ số 6-4. Thắng lợi chung cuộc sau gần 2 tiếng rưỡi đồng hồ đã giúp tay vợt người Scotland giành danh hiệu ATP thứ 46 trong sự nghiệp, đồng thời là danh hiệu ATP lần đầu tiên kể từ chiếc vô địch tại Dubai vào năm 2017. Đầu mùa giải năm nay, Andy Murray đã phải trải qua ca phẫu thuật lần thứ 2 để cấy khung xương kim loại vào hông. Với phần Stan Wawrinka, người thép đã dành sự tôn trọng cho Murray sau những nỗ lực không biết mệt mỏi để tiếp tục duy trì sự nghiệp quần vợt. Dù đã giành được chiếc vô địch MotoGP 2019, thế nhưng Marc Marquez vẫn thi đấu hết mình tại Nhật Bản GP. Trên đường đua Motegi, tay đua người Tây Ban Nha không gặp quá nhiều khó khăn để cán đích đầu tiên, qua đó cân bằng thành tích của Mick Doohan với chiến thắng MotoGP thứ 54 trong sự nghiệp. Trái ngược với màn thể hiện ấn tượng của Marc Marquez, Valentino Rossi đã trải qua ngày thi đấu đáng quên khi gặp tai nạn, buộc phải bỏ cuộc sau khi cuộc đua chỉ mới vừa bắt đầu. Sau Nhật Bản GP, chặng đua tiếp theo sẽ diễn ra ở trường đua Phillip Island tại Australia. Trong trận chung kết đơn nam giải cầu lông Đan Mạch mở rộng 2019 là cuộc đối đầu giữa Kento Momota và Chen Long. Ở lần chạm trán tại bán kết Victor China Open cách đây một tháng, Momota đã xuất sắc lội ngược dòng thắng 2-1. Tuy vậy, ở lần tại đấu này, tay vợt số 1 thế giới đã chứng tỏ sức mạnh vượt trội với thắng lợi 21-14 và 21-12. Bảo vệ thành công chiếc vô địch ở Đan Mạch, Kento Momota có chứng minh danh hiệu thứ 9 ở mùa giải năm nay, trong khi đó Chen Long vẫn đang khác danh hiệu kể từ đầu mùa giải. Sau thất bại trước Từ Hiếu Đông, cầu thủ Vịnh Xuân Đinh Hạo tiếp tục trở thành trò cười của khán giả khi phân tài cao thấp với Trần Cẩm Vân, một nhà vô địch tán thủ trong trận đấu diễn ra tại thành phố Giang Môn, Trung Quốc. Dù có ngoại hình vượt trội hơn so với đối thủ, song Đinh Hạo lại bị đối phương áp đảo hoàn toàn. Trận đấu khép lại sau tình huống cầu thủ Vịnh Xuân dính đòn đá vòng cầu ngay mặt. Lúc này, đồng hồ trận đấu mới chỉ điểm qua giây thứ 74. Trận thua muối mặt của Đinh Hạo một lần nữa khiến giới yêu thích võ thuật tiếp tục hoài nghi về khả năng thực chiến của võ thuật truyền thống Trung Hoa. Trong loạt trận giao hữu chuẩn bị cho mùa giải mới, tân binh Zion Williamson đã gây ấn tượng mạnh cho các cầu thủ của Pelicans khi ghi trung bình 23,3 điểm và 6,5 rebounds. Tuy vậy, cái giá phải trả cho những chỉ số đẹp của Zion là nguy cơ vắng bóng tại giai đoạn đầu mùa giải. Theo nguồn tin từ ký giả Adrian Wojnarowski của ESPN, Zion đã bị dính chấn thương đầu gối ở trận đấu gặp San Antonio Spurs. Được biết, Zion đã có tiền sử chấn thương đầu gối khi còn thi đấu cho Đại học Duke, mà nguyên nhân phần lớn xuất phát từ việc thường tiếp đất sai tư thế của tiền phong cao hơn 2m này. Chia sẻ với IGN, Justin Hulot, tổng giám đốc của Riot Games tại khu vực Đông Nam Á, Hồng Kông và Đài Loan đã tiết lộ lý do không trao quyền phát hành những tựa game mới như Liên minh huyền thoại tốc chiến, đấu trường chân lý mobile v.v. cho Garena. Mắc dù Garena có vai trò quan trọng và là mắt xích truyền thống để quảng bá thương hiệu Liên minh huyền thoại và các tựa game khác, thế nhưng đơn vị này vẫn còn nhiều bất cập riêng trong khâu quản lý cộng đồng. Garena vẫn giữ quyền phát hành Liên minh huyền thoại và chúng tôi sẽ tự đảm nhận công việc này với những tựa game chuẩn bị được ra mắt. Hiện tại, Riot Games đã xác nhận việc mở văn phòng đại diện ở Việt Nam mà nhiều khả năng là thành phố Hồ Chí Minh để tìm kiếm những ứng cử viên tham gia vào những dự án game mới nhất. Vòng bảng chung kết thế giới 2019 chính thức khép lại sau lượt trận cuối cùng của bảng D. Demon Gaming và Invictus Gaming là hai gương mặt cuối cùng có mặt ở vòng tứ kết. Trong khi đó, nhà vô địch Bắc Mỹ Team Liquid một lần nữa gây thất vọng khi dừng bước ngay từ vòng bảng chung kết thế giới. Ở buổi bốc thăm vòng tứ kết, lá thăm may rủi giúp SKT chỉ phải đụng độ đối thủ được đánh giá thấp hơn rất nhiều là Spice. Bên cạnh Spice, hai đại diện còn lại của châu Âu cũng phải gặp những thử thách khó xơi. Cụ thể, Fnatic sẽ phải đối đầu với hạt giống số 1 khu vực LPL, FunPlus Phoenix. Trong khi đó, G2 sẽ phải giải mã đối thủ đến từ LCK, Demon Gaming. Cặp đấu còn lại của vòng tứ kết sẽ là cuộc đối đầu giữa nhà đương kim vô địch Invictus Gaming và áo quân LCK Griffin.